đang dùng cái kỹ thuật của mình để múa một cái gậy đang cháy rất lớn quý vị. Rất khéo léo và kỹ thuật. Và quý vị xem hay thì hãy vỗ tay thật lớn nhá. Xin cảm ơn quý vị. We'll be right back.
Đón nghệ sĩ Nguyên Hà và chúc thị với tôi nào. Chú Khỉ biểu diễn thành công thì quý vị hãy vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho chú Khỉ nhé.